Nhỏ không học lớn làm báo chí, nhưng mà nhỏ các anh chị học, lớn lên anh chị vẫn đọc báo. Báo chí nó là thông tin trung thực khách quan hay nó còn là quan điểm? Người ta sẽ không đánh giá cao cái việc là cái tôi của nhà báo quá lớn. Có nhà báo tít, có do nhà báo rát. Đưa biết bao nhiêu người vào tù hoặc ngược lại kéo họ ra tù. Những cái được của nghề báo là gì? Sự lên ngôi của mạng xã hội. Làm được nghề này không khó, làm giỏi nghề này khó. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Chào mừng các nhện hữu đã đến với chuyên mục Nhện học yêu. Mình là Pink Dot và hôm nay sẽ là bài viết Những điều học được ở trại hư. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Limitless. Và chúng mình hãy cùng đến với bài viết ngay bây giờ nha. Thực ra lý do mà trại hư thường làm các chị em chết mê chết mệt cũng đã được giải thích phần nào trong bài tâm lý học về hiện tượng thả thính của tôi. Vì bài viết gần đây nhất, làm thế nào để trở thành con người hoàn hảo, tôi có nhắc tới khái niệm thói quen và tự đánh giá bản thân. Nên là hôm nay tôi viết bài này để đóng góp phần nào cảnh tỉnh các anh em chiến hữu, những người đàn ông tốt bụng nhưng lại nhút nhát và e thẹn trong chuyện tình cảm nhé. Nông dân và sự tự tin cần thiết. Chắc chắn nhiều người cũng đã biết thuật ngữ nông dân là ám chỉ mấy tay chăn gái, đặc biệt là mấy em gái ngoan ngơ ngon. Chăn rau một cách chuyên nghiệp và bài bản. Vậy điều gì vẫn luôn làm họ thành công như thế? Luôn làm cho những nạn nhân rơi vào lưới tình vẫn nghĩ rằng tình cảm kia là thật. Mặc cho bao nhiêu lời khuyên, bao nhiêu tấm gương của những việc tương tự đã sẵn sàng bày ra trước mắt. Một người đàn ông không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thường có rất nhiều mối lo sợ khi tiếp cận người con gái mà họ rung động. Cô ấy nghĩ về mình như thế nào? Cô ấy có thích mùi nước hoa của mình hay không? Nếu mình mời cô ấy đi chơi, liệu cô ấy có đồng ý hay không nhở? Cô ấy có nghĩ mình quá thô lỗ hay không? Mình nói câu này có sợ làm cô ấy giận hay không? Vân vân. Tất cả những mối lo sợ ấy đã vô hình chung làm cho ấn tượng bên ngoài của họ càng trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Cử chỉ khô cứng và gượng gạo, phong thái rụt rè thiếu tự tin, mắt không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lời nói thì nhạt nhẽo và vô vị. Chính sự căng thẳng vô hình đó đã làm cho cô gái vốn không có ấn tượng xấu về bạn lại nghĩ rằng bạn là một đối tượng không phù hợp. Vậy một nông dân sẽ như thế nào trong tình huống ấy? Họ làm tốt tất cả những gì trai ngố làm tệ, bởi họ có trong mình một sự tự tin đủ để họ trở thành một alpha male trong mắt rất nhiều cô gái. Họ tự tin như vậy là vì họ không cần quan tâm tới cả tá câu hỏi mà một người trai ngố sẽ tự hỏi bản thân. Họ cứ thế mà tiếp cận đối phương, thể hiện tất cả những gì mình có trong tâm thế. Tôi có từng này, nếu không đủ thì connect, chúng ta không thuộc về nhau. Rõ ràng là giữa một người cứ lo tính những phương án an toàn, tránh làm tổn thương cho đối phương và cố dựng lên một hình ảnh hoàn hảo như là một trai ngố, và một người tự tin thể hiện bản thân như trai hư, thì ấn tượng về người đàn ông thứ hai chắc chắn hấp dẫn hơn nhiều. Chính yếu tố không có tình cảm chân thật ấy lại làm cho các chị em mong muốn tình yêu chân thật đứ đừ từ các nông dân. Những điều có thể học được từ trai hư. Một là sự tự tin. Tôi biết, một người đàn ông, hay nói đúng hơn là một người bất kỳ, có một sự rung động chân thành với một người khác và vô vàn suy nghĩ và những nỗi lo như trên xảy ra là một điều rất bình thường và đáng yêu. Mặt ngược lại, khi bạn có những cử chỉ như vậy trước mặt một người, bạn biết đó là thứ tình cảm thực sự. Tuy nhiên, hồi hộp hay là tim đập thình thịch không có nghĩa là chúng ta không thể kiểm soát được sự căng thẳng ấy. Bằng việc biết chấp nhận những khuyết điểm hiện tại, tôi tin bạn chẳng có khó khăn gì trong việc chấp nhận hay là thậm chí là phô ra ưu điểm của mình đâu, đúng không? Dù khi đang crush ai đó, trong mắt bạn, bạn sẽ thấy người ấy như chả có tí khuyết điểm nào. Nhưng cả tôi và bạn đều biết, họ có và bạn có, và ai cũng có khuyết điểm. Đừng nghĩ rằng mình có khuyết điểm thế này thì không xứng, không có cửa với người ta. Việc lo lắng của bạn nên được biến thành động lực để bạn cố gắng hơn. Còn việc của bạn hiện tại là học cách chấp nhận và nói to với không chỉ mỗi người ấy mà cả thế giới là tôi có những ưu điểm ABC và khuyết điểm XYZ. Tôi vẫn đang nỗ lực phấn đấu để trở nên tốt hơn. Khi bạn làm được điều đó rồi, khi có bất cứ ai, dù đó có là crush, có lời nhận xét về khuyết điểm của bạn, thay vì bị tổn thương và coi bản thân thật tệ hại về mọi mặt, bạn có thể tươi cười và nói là ừ, đúng rồi, tôi biết điều đấy, nhưng mà tôi vẫn đang sửa nó đây. Và thậm chí là bạn có ý kiến thế nào để giúp tôi không? Song song với khuyết điểm chính là cái sự mềm yếu của mình. Rất nhiều đàn ông ngại việc bày tỏ, thậm chí còn luôn cố gắng che giấu mặt tình cảm, trắc ẩn hay là tình thương của mình chỉ vì văn hóa khiến cho họ cảm thấy rằng đó là hèn kém, là nhu nhược, dù trong họ luôn tồn tại mặt tính cách ấy. Nhưng có thể bạn không nhận ra,
Nhưng khi người con gái thấy được cái sự mềm yếu ấy của đàn ông, họ càng trở nên ấn tượng hơn, bởi đó thực ra là biểu hiện của lòng dũng cảm. Và không nhiều người đàn ông dám làm điều đó. Còn gì tuyệt vời hơn một người đàn ông không những tự tin vào ưu điểm, mà còn dám thừa nhận khuyết điểm và không ngại phơi bày cho bạn thấy sự mềm yếu của mình. Nếu như mà bạn để ý, thì trai hư cũng thường dễ để lộ sự mềm yếu của mình bằng cách dựng nên những câu chuyện mang tính drama, đặt mình vào vị trí nạn nhân như khổ nhục kế nhằm tạo ra được cái sự thương cảm từ phụ nữ, từ đó làm cho họ càng muốn chăm sóc và bù đắp cho trai hư nhiều hơn. Còn sự mềm yếu mà tôi nhắc đến không phải ở việc suốt ngày kẻ khổ hay là than vãn. Tôi muốn bạn có thể thoải mái chia sẻ với người ấy rằng hôm nay ở cơ quan bạn gặp stress như thế nào và bạn đã giải quyết ra sao hoặc bạn định giải quyết như thế nào. Tôi muốn bạn có thể thoải mái chơi đùa với trẻ con, thậm chí bằng những trò ngốc nghếch chỉ để chúng cười mà không cảm thấy xấu hổ khi có mặt người đấy ở đó. Tôi muốn bạn có thể ôm và thơm mẹ của mình âu yếm trước mặt người ấy. Hãy cho người ấy biết rằng bạn không ngại thể hiện suy nghĩ và tình cảm của mình với người ấy. Trước khi tiếp cận người con gái bạn đang để ý, hãy làm những việc theo cách mà trước giờ bạn vẫn làm. Đừng làm những điều mà bạn nghĩ rằng người kia sẽ thích, vì cuối cùng là bạn sẽ mong muốn người ấy thích chính con người của bạn, chứ không phải mà con người mà bạn dựng nên. Nếu người ấy chê bạn điều mà bạn thấy đúng, hãy vui vẻ nghe theo, cảm ơn người ấy và sửa nó. Còn nếu người ấy nói không thích một điều gì đó về bạn mà bạn lại cảm thấy vui khi làm điều đó, thì đó sẽ là dấu hiệu cho thấy có lẽ người con gái đó không hợp với bạn. Tôi còn nhớ có một lần tôi ngồi quán nước và ngồi đằng sau tôi là một cặp đôi nói chuyện nghe giống một đôi bạn. Cô bạn gái nói, sao hôm nay cậu để tóc trông kinh thế? Cậu bạn trả lời, tại tắm xong lưới vút keo lên đấy. Chấp nhận khuyết điểm, thế không sợ để thế rồi gái nó chạy mất à? Ai mà bỏ lỡ tớ chỉ vì mái tóc thì là họ đang bỏ lỡ hợp đồng tiền tỷ rồi. Tự tin vào những ưu điểm của mình. Nhưng rồi sau đó tôi vẫn nghe thấy cậu con trai cùng xem các mẫu tóc dưới sự tư vấn của cô bạn. Tôi sẽ để phần diện mạo xuống phần sau, còn phần này hãy cùng vỗ tay cho câu trả lời vô cùng ấn tượng của một cậu trai kia đi nào. 2. Chăm sóc bản thân. Đương nhiên không thể không kể tới, song song với sự tự tin, dù giả hay là thật, thì các nông dân cũng rất biết chăm sóc bản thân bằng những bộ quần áo vừa vặn cơ thể, phối màu rất chuẩn và có khi họ còn tập gym. Họ biết rằng bề ngoài là vô cùng quan trọng và rằng chúng ta chỉ mất khoảng 5 giây đầu tiên khi nhìn vào một người để xác định xem có muốn mối quan hệ nào với người ấy hay không. Bạn, một người trai ngố nên học điều này. Nếu bạn còn độc thân và đang mong chờ một tình yêu chớm nở, mỗi ngày bước ra đường bạn đều phải ăn mặc sao cho thật hấp dẫn. Không cần đồ đắt tiền, chỉ cần hợp với vóc dáng và phối đồ tinh tế. Nếu bạn là một người có phong thái đĩnh đạc, từ tốn, hãy chọn đồ theo phong cách tối giản. Nếu bạn trẻ trung, năng nổ, có thể chọn đồ có pattern hoặc là hình ảnh bắt mắt hơn. Điều quan trọng khác giúp mặc quần áo đẹp chính là có một cơ thể đẹp. Nếu bạn có một cơ hội ra nước ngoài, bạn sẽ nhận thấy rằng đàn ông phương Tây nhiều khi chỉ cần mặc một cái quần đùi bò màu đen và một đôi dép tông đi trên đường, trông cũng nam tính vô cùng. Dù tổng tiền cho bộ đồ đó chưa đến 50 đô, không tính tới khuôn mặt. Đó là bởi vì ngoài sự ưu ái từ giống gen, giúp họ có một khung hình cao ráo, họ còn biết tập tành và ăn uống khoa học nữa. Nên cơ thể họ dù có thể là không cơ bắp nhưng cũng rất cân đối. Tôi biết có đầy ông béo phì ở phương Tây, nhưng đấy không phải là điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Tương tự với đầu tóc và râu ria, hãy cắt tóc cho phù hợp với hình dạng khuôn mặt và phong cách mà bạn muốn tạo ấn tượng với mọi người. Râu thì nên cạo sạch, bởi vì không nhiều người ở Việt Nam có may mắn có được bộ ria đẹp và nam tính. 3. Nắm bắt tâm lý phái nữ. Bên cạnh việc kiểm soát tâm lý và diện mạo của chính mình, trai hư còn cực giỏi trong việc nắm bắt và thậm chí là điều khiển tâm lý của phái nữ. Mà chúng ta đều biết, phụ nữ là giống loài của cảm xúc, điều khiển được cảm xúc của họ là điều khiển được cả con người của họ. Làm thế nào để trai hư có được nhiều kiến thức hữu dụng như vậy? Họ học thầy hoặc học bạn, hoặc dựa vào trải nghiệm với cả tá phụ nữ, những bó rau đã đi qua đời họ và rút ra những bài học kinh nghiệm ngàn vàng ấy. Vậy trai ngố thì học ở đâu? Sách vở, có vô vàn những cuốn sách về nữ giới và cả về sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới ở ngoài kia vẫn đang chờ các bạn khám phá. Và kiến thức từ sách vở sẽ không bao giờ là đủ nếu như không được thực hành hóa. Hãy đem những thứ mà bạn học được áp dụng vào cuộc sống hàng ngày với mọi phụ nữ mà bạn gặp. Có thể đó là mẹ bạn, chị em bạn, có thể là cô bán rau đầu ngõ, cô gái phục vụ trong cửa hàng KFC, v.v. Hãy luyện tập và trở thành một người đàn ông mà người phụ nữ nào cũng muốn nói chuyện cùng. Hãy trở thành người biết nên nói gì vào lúc nào, và lúc nào thì nên thôi. Bạn có thể tham khảo trong những bài tôi đã viết để học được điều này, vì tôi đã đọc cả tá sách về lĩnh vực này rồi mới tổng hợp và viết lại cho các bạn đấy.
Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!